Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi mùi tháng 1 năm 2022 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Từ vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Mùi về phương diện sự nghiệp. Với người tuổi Mùi bước sang tháng đầu tiên của năm nhâm dần này cho thấy đây là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Mùi. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để có thể sớm ngày trông thấy kết quả. Người tuổi Mùi có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều may mắn đến với mình trong năm mới sự chăm chỉ chịu khó sẽ đem lại cho bạn những thành quả tương xứng giúp bạn càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai tháng này nhờ nguyệt lệnh lâm dưỡng đem lại nhiều tác động tích cực đến vận trình sự nghiệp của con giáp này trong thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa bạn nên nhanh chóng lập ra những kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn cho bản thân mình chỉ cần lên được những kế hoạch sát với thực tế phù hợp với năng lực của bản thân và mang tính thách thức là bạn có thể dần dần vươn lên khẳng định bản thân khiến nhiều người xung quanh phải ngưỡng mộ Quá trình chinh phục đỉnh cao có thể bạn sẽ phải vất vả một chút nhưng nhờ tinh thần lạc quan tích cực mà bạn có thể thuận lợi vượt qua. Thậm chí trải qua khó khăn, bạn nhận ra được điểm mạnh của mình hoặc kết giao được với những đối tác đồng nghiệp cùng chung chí hướng, đôi bên có thể hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Các tinh tử vi cũng góp phần giúp cho con đường tiến thân của bản mệnh thêm phần hanh thông thuận lợi. Bạn có thể gặp được những người hướng dẫn chỉ đường dẫn lối, khiến những người còn đang băn khoăn với những sự lựa chọn cho tương tương lai thêm vững tin vào bản thân mình. Hãy nắm bắt cơ hội học hỏi điều hay từ đối phương, bạn sẽ phát triển nhanh chóng và vững vàng hơn nhiều. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi mùi, về phương diện tài lộc. Về con đường tài lộc của người tuổi mùi có những bước tiến triển tích cực hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Nhờ có nguyệt lệnh lâm dưỡng phù trợ, cho phép bạn có những suy nghĩ lạc quan hơn về tương lai của mình bước sang năm mới bạn luôn cảm thấy hăng hái nhiệt tình khi làm việc đồng thời tâm lý tích cực cũng giúp bạn chịu được khó khăn vất vả sẵn sàng cố gắng hết sức để đạt được thành công sự chăm chỉ cần cù sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế nhận được sự tôn trọng và nể phục của mọi người xung quanh lại thêm việc giao tiếp giỏi bạn có thể nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng đối tác của mình có thể ngay trong tháng này, bạn không thu được một khoản bộn tiền, xong mọi việc đang dần dần đi vào quỹ đạo, đồng lương chảy vào túi cũng đều đặn hơn, bạn không phải lo đến chuyện chi tiêu hay phải vay mượn người khác. Người làm ăn kinh doanh có khả năng giao tiếp giỏi, biết thuyết phục mọi người nên dễ tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Những khách hàng, đối tác của bạn trong thời điểm này thậm chí có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai, vì thế, hãy chủ động giữ mối quan hệ với họ để có thể hợp tác lâu dài. Người làm công an lương đạt được những thành tích tốt trong sự nghiệp nên dễ nhận được một khoản tiền thưởng nóng xứng đáng với những đóng góp cho tập thể. Với bạn cũng có thể đưa ra những ý kiến đóng góp xác đáng giúp tập thể vượt qua được khó khăn thậm chí đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Tử vi cát tinh cũng giúp cho mọi việc tiến triển thêm phần thuận lợi. Do đó nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh mở rộng thị trường nào thì bản mệnh cũng nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay. Trong quá trình thực hiện bạn có thể phát hiện ra nhiều nhân tố mới có thể áp dụng vào thực tế công việc. Sự chăm chỉ cần cù, không ngại khó không ngại khổ cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt tới thành công hơn. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Mùi về phương diện tình cảm. Trái ngược với những tiến triển tích cực trên phương diện sự nghiệp và tài lộc thì con đường tình duyên của người tuổi Mùi lại khá ảm đạm. Có lẽ bạn cần xem xét lại những điều bản thân đã làm để có hướng thay đổi sao cho phù hợp người độc thân có vẻ khá thờ ơ với chuyện tình cảm vì bạn cho rằng dành thời gian để phát triển bản thân và cống hiến cho sự nghiệp thì có ý nghĩa hơn nhiều hơn nữa bạn thường có cái nhìn khá khắt khe về mọi người xung quanh nên ít khi nảy sinh thiện cảm với người khác thời điểm này bạn thường từ chối những lời giới thiệu của người khác hoặc có đi gặp mặt thì cũng đi với tinh thần bị ép buộc bạn chưa thực sự muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết với bất cứ ai nên không chủ động gợi mở cũng không chủ động giữ liên lạc người đã lập gia đình không nên tiếp tục lạnh nhạt với nửa kia của mình bạn nghĩ rằng mình cố gắng làm việc để đem lại cuộc sống sung túc hơn cho người nhà nhưng bạn lại chưa từng cân nhắc xem điều mọi người thực sự mong muốn là gì. Nếu được, hãy nhanh chóng tìm cách cân bằng tình cảm và sự nghiệp, không để phương diện nào chiếm thế chủ đạo. Nếu bạn quá thờ ơ với gia đình, tình cảm giữa các thành viên sẽ dần trở nên lạnh nhạt, đến khi bạn thấy hối hận thì có thể đã muộn rồi. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi mùi, về phương diện sức khỏe, Sức khỏe của người tuổi Mùi không có nhiều biến động trong tháng 1 năm 2022 này. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Người lớn tuổi cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Bạn nên sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, mở rộng các mối quan hệ, không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc sống trong thế giới riêng. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, bạn nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự, trao đổi với người đáng tin cậy cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết cố gắng hết sức sẽ gặt hái được những thành quả tương xứng. Quý nhân, người tuổi hợi, người tuổi mão. Tiểu nhân, người tuổi tuất, người tuổi thân. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu vàng. Tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết nên lập các kế hoạch phát triển phù hợp và nhanh chóng bắt tay vào làm. Quý nhân, người tuổi ngọ, người tuổi tỵ. Tiểu nhân, người tuổi thìn, người tuổi tuất. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh. Tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết chuyện tiền bạc có bước tiến triển đáng kể, có thể mở rộng đầu tư hợp tác. Quý nhân, người tuổi tỵ, người tuổi hợi. Tiểu nhân, người tuổi sửu, người tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, màu xám, màu cam. Tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, nam thái dương, nữ thổ tú khẩu quyết tình cảm nhạt nhòa nên cân bằng cuộc sống chớ lạnh nhạt với nửa kia quý nhân người tuổi mão người tuổi ngọ tiểu nhân người tuổi tí người tuổi thìn màu sắc may mắn màu cà phê màu nâu tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết mở lòng hơn với mọi người không nên sống mãi trong thế giới riêng quý nhân người tuổi mão người tuổi tỵ tiểu nhân người tuổi tuất người tuổi sửu màu sắc may mắn màu xanh màu đen các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Mùi trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.